Trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dùng các thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống để hợp thức việc rút tiền Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt SCB. Theo đó, những doanh nhân nước ngoài bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan gồm Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng bà Lan, Lee Chắc Lam, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, đang bỏ trốn, Henry Sun Ka Yang, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, đang bỏ trốn. Ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chiếm 99,26% cổ phần, là chủ tịch, giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square. Thời điểm năm 2017, ông Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông để tiếp tục dùng tài sản tại dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại SCB với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.600 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng trị giá tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB là hơn 30.000 tỷ. Do đó, C03 cáo buộc ông Cơ liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Đến nay, người này mới chỉ nộp 1 tỷ đồng khắc phục. Còn ông Lee Chắc Lam đã ký 8 biên bản biểu quyết của Hội đồng Quản trị, đồng ý cho 66 khách hàng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và 68 tài khoản vay tại SCB có dư nợ hơn 28.000 tỷ đồng nợ gốc và hơn 25.000 tỷ đồng nợ lãi. Trong đó, tổng các tài sản bảo đảm các khoản vay mà người này ký để hợp thức là hơn 34.000 tỷ đồng. C03 cho rằng, ông Lee Chắc Lam đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, thực hiện chiếm đoạt tiền của SCB qua việc tham gia ký, phê duyệt các khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, liên đới gây thiệt hại hơn 19.000 tỷ đồng. Xuân Henry Ca Giang cũng bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn để giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện đoạt tiền của SCB và liên đới gây thiệt hại số tiền hơn 462.000 tỷ đồng. Hiện nay, hai bị can này đã xuất cảnh, chưa biết ở đâu và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự đối với hai người này. C03 đã tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra liên quan tới hai cá nhân trên.